tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà. Đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt còn yêu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Chúng con xin cảm ơn những cánh hoa tươi thắm của quý vị và của các em. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn cô. Chương hội xin chào tạm biệt, kính chúc tất cả quý vị một buổi tối, có một buổi tối thưởng thức chương trình ca nhạc Phật giáo thật là ý nghĩa và vui vẻ. Xin tạm biệt.